Linh ơi, con đang chơi gì vậy? Ba coi room con nha, đẹp không? Wow, đẹp quá. Tối con ngủ đây phải không? Ôi, đẹp quá. Có cái tên của princess nữa hả? Đẹp quá vậy. Tối con ngủ một mình hả? Con ngủ một mình được không? Con có sợ không? Đúng rồi, bây giờ lớn rồi đâu có sợ nữa. Bây giờ là quá giỏi luôn rồi. Hay là ba kêu như vậy? Con kêu con dậy. Con tự dậy luôn. Không cần Alexa kêu hả? Ồ, giỏi. Đây nè, xin đây. Con với có ba mẹ. À đúng. Nên làm sao? Đây nè là mấy cái đồ chơi của Gia Linh vẫn còn muốn giữ lại. Xa xa là những bức tranh của Gia Linh vẽ. Này, bức tranh Gia Linh vẽ. Rồi, nói đi con. Con nói tiếng Việt nha. Nhà con build á hả? Con tự build hả? Đẹp quá vậy. Có cánh cửa đi vô luôn hả? Bắt chước bà ngoại trồng cây hả? Cái này wire flower. Sao mình dơ nè. Thôi đó cái lấy nè. Sao cái này living room. Đây nè. Phòng khách. Phòng khách. Sao cái này là cái guest bathroom á. Này tay room. Phòng ăn. Kitchen, con ăn. Con làm đồ ăn á. Ồ, đồ ăn thấy ngon quá vậy. Spaghetti, blueberry muffin với watermelon. Watermelon nữa hả? Cookie. Có watermelon mẹ thích hả? Dạ, mẹ thích lắm. Mẹ thích lắm lắm à. Gì nè con? Này của ai? Ba Thành cho con. Ba Thành cho con hả? Tại sao ba Thành cho con? Cho late birthday gift. Oh, late birthday gift hả? Đóng mở mẹ con coi. Wow, có ba Thành ở Las Vegas xuống thăm nha. Từ từ có chuyện rách nè. Mở nhẹ nhẹ. Trời ơi, ba Thành sợ ai lấy của Gia Linh sao mà ba Thành dán kỹ quá. Để khép cửa ra. Để mở nha cô nè. Wow. What's that? Số là tiền nhảy ra vậy? Có $1 vậy? Có $1. 100. Trời ơi, sướng quá. Sướng quá ta. Rocket. Wow, đọc đi. Ây là tuổi của ai? Con. Ai 8 tuổi vậy? Con. Con hả? Look at you. I am awesomely great. Get ready for the biggest and best birthday gift ever. Gia Linh. Chúc con. Mau. Móng lớn học giỏi lúc nào cũng đẹp, nhà may mắn, ba Thành à. Trời ơi, ba Thành lúc nào cũng có quà cho Linh đó. Thôi con này để làm cái gì? Mình đâu cái đó hả? Cái đó để đưa cho ba. Đồ mày mất để con làm cái gì? Biết xài không mà cho mẹ hả? Bà thôi đi, đá thôi đi, cho đi. Đây nè, trời ơi. Muốn nợ từ Las Vegas muốn làm. You give me 40, I give you 100. Này thì phải làm cho cả nhà. You give me 40, I give you 100. Thợ Las Vegas xuống là mướn nguyên thợ Las Vegas xuống làm cho cả nhà đó. Con giới thiệu đi, con ấy đây là ai? Con. Bà Thành làm cho ông ngoại. Bà Thành xuống thăm con, lại đây đứng.
Ba thằng nó lắc thì gác xuống thằng con. Thăm thôi chứ đâu có cho quà đâu phải không? No. Money. Cho money. Wow, không chịu. Trời ơi, có thợ đặt hàng từ Las Vegas đi xuống đây nha. Ba không bao giờ làm mà chỉ có khi nào mà có âm thầm xuống là ông ngoại mới chịu làm đúng tay đúng chân thôi. Không tin tưởng nha. Chỉ tin tưởng một người thợ này thôi. Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc là chỉ có Bảo Tố làm thôi. Chỉ có Bảo Tố làm thôi nha. Ngày qua ba nói khách ruột. You give me 40, I give you 100. Trời ơi, ra điều kiện. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em. Hôm nay mình đổi địa điểm. Mọi người biết Lộc với Loan đang đứng đâu không? Hôm nay là Hồng Loan đứng ở trên cái balcony của nhà mình á, nhưng mà mé trong thì nó vô nguyên cái khu phố á. Bây giờ đi một vòng cho quý vị coi ha. Okay, cái này là trước nhà đó. Quý vị thấy mấy cây dừa không? Wow, gió quá ha. Cái lá dừa này tuần sau là mình phải xử nó đi nè. Bắt đầu nó sệ quá. Rồi quý vị thấy trái dừa quá. Trái dừa đó. Dừa. Nhìn nó thì đẹp ha. Nhưng mà nó sẽ rụng kinh khủng lắm. Nó rụng dừa lắm quý vị ơi. Anh để cái lá nó qua máng qua cái mái nhà nè. Hôm nay nắng mà gió quá ha. Cái balcony này là trước phòng của Hiếu. Ở trên lầu là Loan ở một phòng, Hiếu ở một phòng. Cửa phòng hai đứa đối diện nhau. Có nhiều người hỏi Hiếu là ai á. Thì Hiếu là một người bạn rất là thân với lại Loan từ lúc mà Loan qua Mỹ đầu tiên á. Thì Hiếu là một người bạn, Hiếu giúp đỡ cho Loan rất là nhiều. Nhiều thứ lắm. Thì Hiếu ở đây cũng đã lâu rồi. Mà Hiếu ở Mỹ lâu á, nhưng mà cái cách của Hiếu nó cũng rất là Việt Nam. Cho nên có lẽ vì vậy cho nên cũng dễ kết thân với nhau hơn. Thân với nhau như là anh em vậy đó. Mà nói là kêu anh em á, thì nghe nó không có lạ. Mình thích kêu là tỉ muội. Dạ. Một hôm á, là bắt đầu bài ra là Hồng Loan kêu Hiếu là tỉ tỉ, còn Hiếu kêu Hồng Loan là muội muội. Hôm nay thì nãy quý vị có thấy có một thợ nail mà professional, mà private nha, tới làm cho nhà mình. Nói giỡn vậy chứ quý vị đừng nghĩ là mình làm sai luật nha. Cái này là anh Thành đó, là một người bạn rất là thân luôn, thân với gia đình Hồng Loan khoảng 30 năm rồi, hơn 30 năm luôn. Đó, lúc đó là anh Thành tới nhà chơi, rồi anh Thành chở ba đi show. Từ cái lúc Hồng Loan chưa đi hát luôn á, anh Thành chở ba đi show, rồi chạy show này nọ. Rồi sau đó gia đình của anh Thành á, mới đi định cư qua Mỹ. Anh Thành đi định cư qua Mỹ thì cái lúc mà đầu tiên mà ba đi qua Mỹ, ba diễn nè. Cái anh Thành nghe quảng cáo ở trên đài đó, ảnh mừng quá, anh chạy lên kiếm ba. Là coi như là sau 20 năm, sau hơn 20 năm là mới gặp lại. Thì bị coi như là thân với nhau mười mấy năm nay á. Thì anh Thành cũng là một người anh rất là thương Hồng Loan, tại vì anh biết Hồng Loan từ lúc Loan nhỏ xíu à. Cho nên anh Thành cũng giúp đỡ cho Loan nhiều lắm trong cái lúc đầu mà Loan mới qua đây. Như là mỗi lần mà Lộc với Loan mà có lên Las Vegas á, là có thổ địa dắt đi chơi đủ thứ nơi hết. Mà đặc biệt đó là đi coi show nha. Đi lên Las Vegas là anh Thành thì ảnh là nhân viên làm ở trong MGM á, cho nên anh có cái hưởng được cái đặc biệt là được giảm giá. Thì anh mua vé coi show á, lúc nào cũng được giảm giá đặc biệt hết. Mà hễ Hồng Loan mà plan đi Las Vegas là nhắn anh Thành, hay là anh Thành chuẩn bị vé cho coi show. Nhất là có bé Gia Linh nữa, rồi Gia Linh mê coi show ở Vegas lắm, nên thích coi magic show nè, rồi mấy cái siết rồi đó. Là lần nào đi là cũng được xem mấy cái show đó hết. Ngoài ra đó là còn được ăn buffet nữa. Buffet trời ơi. Buffet mà sướng lắm nha, sướng lắm. Không có get line. Anh Thành có cái vé đặc biệt đó, cái mình được vô thẳng luôn, mình vô ăn luôn. Nhưng mà kể từ hôm nay là không được nữa. Coi khó, show, coi show cũng chưa biết bao giờ mới được coi. Mà ăn buffet thì chắc Hồng Loan nghe nói là có thể là sẽ
bỏ luôn cái vấn đề đó. Còn nếu mà con làm lại buffet á, thì sẽ phải thay đổi nhiều lắm. Hồng Loan nghĩ thay đổi bằng cách là phải có người đứng ngay cái chỗ đó để mà serve cho mình. Nắng á. Buffet á, thì chắc là nếu mà mở lại á, thì phải thay đổi nhiều lắm. Giống như là không có nói là tự phục vụ nữa, nói là buffet mình đi quầy quầy, chứ chắc là cũng phải có người đứng mà múc cho mình á. Thì như vậy nó sẽ an toàn. Cái lá này nó thương em anh, nó cứ quẹt con mặt mình hoài vậy. Sao nãy giờ không thấy nha, mà từ lúc mình đứng được cái nó quẹt hoài vậy trời. Giờ phải đứng ra ôm đi. Ai đứng như bóng dừa, ai đứng ôm lá dừa. Rồi chắc anh phải lấy tay anh dịnh nó lại rồi. Đi cứ quẹt qua quẹt lại nó dê mình hoài, kỳ quá. Ừ. Để mình anh thôi chứ để lá dừa kỳ lắm. Nó về em luôn chứ không phải về mình em. Kính thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ của ngày 22 tháng 5. Thì Hồng Loan xin được nhắc nhở quý vị đến cái tình hình dịch bệnh của nước Mỹ là 1.642.717 ca bệnh. Số người mất là 97.539. Và số người được chữa khỏi là 396.139. Trời ơi, gần bước tới cái ngưỡng mà 100.000 người á chết vì cái bệnh Covid này. Cái vấn đề này thì ai cũng biết rồi, bây giờ mình nói với những chuyện khác đi. Nhưng mà hôm nay là Hồng Loan thấy cái số người mà recover đó là được gần 16.000 người. Gần 16.000 người được chữa khỏi đó quý vị. Điều đó cũng mừng được một chút ha quý vị ha. Mình mong cái số người được chữa khỏi á, mỗi người một tăng ha quý vị ha, thì nó sẽ đỡ hơn, để mà khi mà mở cửa thì chúng ta đỡ lo ngại. Hồng Loan có được nghe là Orange County đó hiện giờ là đang họp với nhau, thì có thể hy vọng là ra cái quyết định vào ngày mai là những cái nhà hàng sẽ mở cửa cho mình vào Hội An được. Ngày hôm nay là đang họp đó, thì có thể khi mà quý vị xem cái clip này á, thì đã có tin tức rồi. Và nếu mà khi mà mở cửa lại đó thì giống như là khắp nơi trên các tiểu bang thì họ cũng đã mở cửa rồi, nhưng mà cái vấn đề vào ăn trong nhà hàng á, thì họ khuyến khích tốt nhất á, là chúng ta nên cho khách ngồi ăn ở bên ngoài nhà hàng, có nghĩa là set up bàn ở phía ngoài. Thì hiện tại bây giờ những cái nhà hàng ở Orange County đó, họ cũng xin phép thành phố là cho họ đặt bàn ra phía ngoài. Thì nếu nhà hàng nào có điều kiện á, thì chúng ta đặt bàn rồi làm những cái lều mà bằng clear đó, trong suốt đó, để mà thực khách ngồi ăn giống như cái hình mà hôm trước Hồng Loan có chia sẻ với quý vị đó. Nhưng mà nhà hàng nào có đủ điều kiện đó thì làm cái việc đó, còn không thì mình ở ngoài thì cái không khí nó luân chuyển thay đổi thì mình cảm giác nó an toàn hơn. Thật sự mà Hồng Loan mà nghe mà nhà hàng mà để ở ngoài như vậy đó thì Hồng Loan nghĩ là mình sẽ dám đến ăn, là bởi vì mình cảm giác thấy nó an toàn hơn. Và ngoài ra như vậy thì mỗi bàn á, cũng phải cách nhau rất là xa. Thay vì cái số bàn họ đặt như là 10 bàn thì chỉ được đặt 5 bàn thôi. Còn phía bên trong thì cũng vậy, cái lượng khách mà để mà tiếp khách đó thì cũng phải giảm ít nhất là 50%. Thì điều đó sẽ an toàn hơn cho thực khách. Có một cái gói cứu trợ mà hôm trước Hồng Loan có nói với quý vị là đã được Hạ Nghị viện thông qua, rồi còn bên Thượng Nghị viện thì họ dứt khoát là họ không đồng ý. Hồng Loan cũng có nói là Hồng Loan nghĩ là họ sẽ thông qua và sẽ có sự thay đổi. Thì cái ngày hôm qua đó là có một cái cuộc họp giữa Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện với nhau, thì Thượng Nghị viện ngày hôm nay đã xuống giọng chút xíu, có nghĩa là mà lúc trước là họ thẳng thừng họ từ chối, nhưng mà ngày hôm qua thì họ có vẻ như là họ chịu bàn luận. Thì nếu mà bàn luận á, thì Hồng Loan nghĩ là sẽ có cái gói cứu trợ mới. Và cái điều mà căng thẳng nhất giữa hai đảng để mà bàn luận để mà có thông qua được hay không á, là cái vấn đề tiền thất nghiệp mà phải trả 600 đồng một tuần cho người không có đi làm á. Thì hiện tại bây giờ á, là cái số tiền đó chúng ta được nhận cho tới cuối tháng 7 nếu như người nào không có đi làm. Và cái gói cứu trợ này họ yêu cầu là
phải cho lãnh cái số tiền đó cho đến tháng 1 năm 2021. Ừ. Bên thường nghị viện thì họ không đồng ý chuyện đó. Đó là vấn đề đầu tiên. Tại vì họ không muốn là cái số tiền nó nhiều quá rồi người ta cứ ở lì ở nhà, người ta không có đi làm. Ừ, đúng rồi. Mà không có đi làm thì làm sao kinh tế lên? Cái đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là quá không công bằng cho những người đã đi làm. Cứ nằm ở nhà rồi một tháng lãnh 3.000 mấy. Cái tiền 600 rồi 100 mấy tiền gì đó là tổng cộng một tháng 3.000 mấy cho mỗi người. Không đi làm mà cứ ở không vậy lãnh 3.000 mấy. Mà lãnh cho tới tháng 1 luôn. Rồi sẽ ù lì không có làm cái gì hết. Là kinh tế làm sao mà lên nổi. Điều đó Hồng Loan thấy cũng rất là đúng. Ừ. Cái vấn đề đó cần phải bàn luận lại. Ngoài cái đó ra thì ở bên Thượng Nghị Viện đó, họ cũng muốn một cái vấn đề nữa là nếu như những cái công ty mà mở cửa kêu nhân viên đi làm lại thì lỡ như những người nhân viên mà họ có mắc bệnh COVID đó, thì họ không có được quyền thưa kiện những cái công ty đó. Điều này thì nếu mình đặt trường hợp mình là người nhân viên thì cũng tội nghiệp thật. Nếu như mà vì đi làm mà phải bị bệnh thì tội nghiệp cho họ. Nhưng mình đặt một cái vấn đề khác, mình nghĩ là cái bệnh COVID này đâu phải cái lỗi của cái công ty. Mà nếu mà những người nhân viên bệnh mà đổ lỗi cho công ty thì cũng tội nghiệp cho cái công ty đó. Phải không? Giờ ví dụ như một cái công ty mà bao nhiêu người bệnh rồi cứ đổ thừa bệnh rồi đền rồi này nọ đủ thứ thưa kiện nhau thì làm sao làm án gì được nữa. Đó, cho nên bây giờ hai cái vấn đề mà khó khăn mà để đảng, hai đảng phải làm việc với nhau thì hình như là bây giờ là họ đang trong một cái kỳ nghỉ khoảng 10 ngày á, thì chúng ta hy vọng là sau 10 ngày họ sẽ bàn luận, họ nói chuyện với nhau. Thì còn cái vấn đề mà mỗi người lớn được nhận 1.200 và trẻ em được nhận 500 giống như cái đợt trước thì Hồng Loan nghĩ vấn đề đó là chúng ta sẽ nhận được khoảng 90% để chia sẻ đến những cái gia đình đang gặp khó khăn ha quý vị ha. Cầm chút mỏi tay, cầm chút kiến nó cắn. Mùa này có không? Có kiến không? Có nhưng mà nó chưa kịp cắn là anh giết nó rồi. Cái mùa này kiến đâu quá trời luôn, ở nhà trong nhà cũng kiến chui vô. Thấy mà trời nóng. Trời nóng là kiến nó vô. Nó tựa dưới nó đất rồi nó bò lên. Nhiều lắm. Với lại dán nữa, trời ơi, tự nhiên trời nóng lên nó dán nó bò ra ngoài đường. Ừ. Có một hôm Hồng Loan đi bộ á, tự nhiên mà hơn sao mà trời tối lắm nha, mà Hồng Loan thấy một đàn dán luôn. Gì? Nó nằm đầy luôn vậy đó, trời ơi. Hên là không có xe, cái em phóng ra ngoài đường chạy qua, chứ không thôi có xe là mệt rồi. Gì con? Nói đi. Nói đi con. Nói đi. No. À, mẹ thấy con ăn mà con bỏ hoài cho nên mẹ nói Hiếu không có mua nữa. Hiếu đi mua cho Gia Linh McDonald's. Mà mấy lần trước em thấy mua có french fry Linh ăn, có mấy cái là Linh bỏ, Linh không có ăn. Không, Linh thích ăn french fry lắm. Không, nhưng mà bỏ là, hoài. Đợt, làm như người Pháp vậy. Đợt này tạm ngừng đi. Mai mốt mua nữa thì không có bỏ. Chứ mà lúc nào cũng có là ăn cứ thấy. Có tin vui mới là Hiếu sắp sửa được đi làm lại đó quý vị. Tuần sau. Nằm ở bên phòng 3 đó. Hiếu sắp sửa đi làm lại nha quý vị. À, tin vui. À, tuần sau là Hiếu được công ty kêu đi làm lại rồi. Bữa giờ cũng lo sợ quá, sợ rồi tình hình khó khăn, buôn bán không được. Cái công ty nó không kêu mình nữa luôn là chắc chết. Nhưng mà may mắn quá kêu Hiếu đi làm lại một tuần 3 ngày. Nhưng mà làm ở nhà. Làm cho nhà, nên cũng rất là an toàn. Tin vui ha, chút nữa bắt Hiếu dẫn đi nhậu quá. Hiếu phải khao nha Hiếu ơi. Nói giờ cao gì dẫn đi nhậu về tối nào cũng movie night, mỗi đứa uống một chai bia. Thì nói tới ăn chơi thì nó đâu có được đâu. Lúc này thì hả, Lộc với Loan với Hiếu, Gia Linh là mỗi tối đều nằm ở nhà coi phim. Đó là ăn chơi đó. Vừa ăn mà vừa nằm chơi đó. Là ăn chơi đó. Bây giờ thành giống như một cái thói quen, nhưng mà mình thấy nó cũng rất là đẹp, rất là luôn. Có nghĩa là ăn cơm xong
thì lên coi coi bé Gia Linh còn có bài gì nữa mà chưa xong thì lo giải quyết cho xong trong ngày. Sau đó thì Hồng Loan đi bộ exercise khoảng chừng 4-5 mile là bao nhiêu cây số anh? Khoảng 7-8 cây số gì đó. Đi bộ một vòng ha, xong rồi cái về đi bộ về cái là mình phải nhảy vô mình tắm nước nóng liền đó, mình khử trùng xong xuôi hết cái là đi bộ là Hồng Loan với Hiếu đi nè, cái xong rồi cái lọc xuống chuẩn bị bia ướp lạnh sẵn hoặc là nếu mà có uống red wine đó thì lọc ướp lạnh sẵn cái red wine để sẵn ở dưới cái phòng coi phim đó, cái Loan với Hiếu hai đứa tắm rồi xong rồi tắm rửa cho bé Gia Linh luôn rồi xong rồi cả nhà xuống ngay ngồi coi phim uống bia hay là uống tí rượu gì đó nhưng mà mai mốt mà làm việc lại rồi chắc cũng không có coi phim được, vậy coi phim khuya quá tới 12 giờ mấy 1 giờ mới bắt đầu chuẩn bị đi ngủ tại vì mình coi phim là phim bộ nên nó cứ liên tục nó tiếp diễn mình không ngưng nổi đang ngưng coi được. Cái phim Prison Break là phim vượt ngục đó cũng rất là hấp dẫn. Cái phim này là rất là nhiều người coi rồi tại vì nó đã cái tập đầu tiên, cái phần đầu tiên là nó ra hồi năm 2005 và tới năm 2018 là nó ra cái phần cuối cùng là phần 6. Nhưng mà lúc trước Hồng Loan đâu có thời gian đâu mà coi mấy cái phim bộ như vậy cho nên bây giờ mới có thời gian để coi, thì tối nào mình cũng coi, tới giờ mình coi gần hết phần 3 rồi. Nó hấp dẫn lôi cuốn quá thì bởi vậy mình mới coi lâu dài, nó mình mới mất thời gian. Chứ nếu mình coi phim lẻ đó thì chừng có 1.5 tiếng, 2 tiếng là nó hết bộ phim mà thật rồi. Thật sự phim lẻ mà mình kiếm một phim hay mình coi cũng khó quá. Khó. Còn cái phim bộ mà cái phim đó mình coi đã hay rồi thì nguyên một bộ nó hay, nó hay hấp dẫn hết. Cho lắm. Nên mình đỡ mất thời gian kiếm phim. Coi mà cứ chửi ông đạo diễn hoài à. Sao ông không cho người này làm gì nữa làm kia. Để mà nó kéo dài hoài bực mình. Lộc nó nói, cái ông đạo diễn này ông kỳ quá, ông cứ bày ra chuyện rồi cái bắt đầu cái là có tập sao. Để nó kéo dài tập. Ok, chia sẻ với quý vị một chút cái ngày cuối tuần ha. Tuần này là tuần lễ Memorial Day. Tất cả những người mà đi làm thì sẽ ở nhà và được một cái long weekend. Thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau ấm cúng với gia đình một cái cuối tuần ha quý vị ha. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ thời gian với chương trình của Loan và Lộc. Và đừng quên là subscribe, like, share cái video này nha quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Bye. Cái bệnh chủ cũ.